Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dạy bài tập số 28 tính tổng các phần tử dương trong mạng một chiều các số nguyên. Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để minh họa cho cái bài toán này. Rồi, ở đây mình cho một cái mạng một chiều số nguyên là các số nguyên với cái số phần tử là 3. Cái mạng này gồm có những cái phần tử là -1, 2 và 3. Đấy, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy là cái mạng này nó có hai phần tử dương là 2 và 3, đúng không ạ? Thì cái tổng S lúc này nó được tính là bằng 2 cộng 3, chính là bằng 5. Đấy. Vậy cái tổng S cần tìm nó là 5. Đó. Thì đó là một cái ví dụ cho cái bài toán này. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái thuật toán. Thì thuật toán của bài này thì các bạn cần phải biết cách tìm ra cái số dương của cái mạng này, và sau đó khi các bạn đã tìm được cái số dương rồi á, thì chúng ta sẽ tính cái tổng S này. Đấy, tổng S này thì nó sẽ bằng tổng của tất cả các cái giá trị của dương của cái mạng này. Đấy, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vào cái phần chính, phần viết code cho cái bài tập này. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một số cái bước nhỏ ở trong cái bài tập này. Thì đây mình đã chuẩn bị cái thư viện này. Đầu tiên là thư viện này. Đấy, và sau đó là những cái hàm nhập mạng và xuất mạng. Thì cái hàm nhập mạng và xuất mạng thì nó đã rất quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Thì mình đã nói rất rõ ở những cái bài tập trước. Và trong cái hàm, trong cái phần khai báo thư viện này thì mình sẽ khai báo cái thư viện STDO này, Corneo này và MAT này. Và thêm vào đó là mình sẽ định nghĩa một cái MAX ở đây với cái độ lớn là 100. Tiếp theo thì đến cái hàm nhập mạng. Đấy, trong cái hàm nhập mạng này thì mình sẽ làm gì? Đấy. Thì mục đích chính của cái hàm nhập mạng này, đúng như cái tên gọi của nó là nhập mạng. Đấy. Và đầu tiên thì để nhập mạng thì chúng ta cần phải biết được cái số phần tử của mạng, đúng không ạ? Đấy, đầu tiên chúng ta phải nhập số phần tử của mạng này. Sau đó sẽ kiểm tra thêm xem cái số phần tử đó đã hợp lệ chưa này. Đấy. Và sau khi đã kiểm tra nếu như nó không hợp lệ thì mình sẽ dùng câu lệnh goto này để quay trở về cái bước nhập cái lại cái số phần tử mạng. Và nếu như mà nó đã hợp lệ rồi á thì nó sẽ tiếp tục cái câu lệnh for phía sau đây. Đấy. Và câu lệnh for này thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ đi đến từng cái phần tử của mạng này, tức là có tác dụng là nhập cái phần tử mạng này. Rồi cái hàm void này, cái hàm void xuất mạng này thì mục đích chính của nó như cái tên của nó luôn đấy, tức là nó sẽ xuất cái mạng ra, sau khi nhập thì nó sẽ xuất cái giá trị mạng ra. Và mình sử dụng cái vòng lặp for với cái biến chạy là y khởi tạo bằng 0 chạy đến n trừ 1, sau đó sẽ print ra cái kết quả. Rồi và sau đây thì mình sẽ đi vào cái hàm dùng để tính tổng. Về cái hàm tính tổng này thì mục đích chính của nó sẽ là tính tổng, nên là cái biến trả giá trị trả về của nó sẽ là kiểu nguyên integer, đúng không ạ? Vì tổng thì vì đây mạng là kiểu integer nên là tổng của nó cũng là integer đấy. Ở đây mình sẽ khai báo một cái hàm gọi là hàm tính tổng. Các bạn khi đặt tên của hàm, các bạn nên lưu ý đặt cái tên hàm cho nó gợi nhớ đến cái mục đích của cái hàm đó dùng để làm gì. Đấy. Đây sẽ là mình phải khai báo cái mạng A. Đấy. Và một cái N. Rồi, trong hàm in này thì mình làm in tính tổng này thì mình sẽ làm gì? Thì đầu tiên mình sẽ khai báo cái biến tổng S. Đấy, mình sẽ khai báo biến tổng này, lúc đầu mình khai báo là bằng 0. Đấy. Và sau đó sử dụng một cái vòng lặp for với cái biến chạy là y bằng 0 và y bé n. Tất nhiên là y cộng cộng. Rồi trong cái vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì? Trong vòng lặp for thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if để kiểm tra xem nó có phải là số dương hay không ạ. Ở đây mình sẽ làm như sau, nếu như cái số phần tử AI này nó mà lớn hơn 0 thì đương nhiên nó là số dương, đúng không ạ? Đây, nó lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không ạ? Xin lỗi các bạn, số dương thì cái số dương là cái số mà lớn hơn 0, đúng không ạ? Đấy. Nếu như cái AI này nó mà lớn 0 thì nó sẽ làm công việc sau. Và khi AI lớn 0 thì nó là số dương, đúng không ạ?
thì nó sẽ lúc này nó cái bên tông này nó sẽ được gán bằng cái bên tông cộng cho AI, cộng cho cái giá trị của cái phần tử AI này. Đấy. Và sau đó nó sẽ return trả về cái kết quả của cái biến tông. Đấy. Như vậy là cái hàm tính tông này này nó sẽ trả về cái kết quả của cái biến tông này. Đấy. Trả về giá trị của cái biến tông này. Đấy. Rồi sau khi đã viết được xong cái hàm tính tông thì ta sẽ đi vào cái hàm main. Trong cái hàm main này thì chúng ta cần làm gì? À, đầu tiên thì mình sẽ phải khai báo cái biến n này. Sau đó sẽ là cái a này. Và độ lớn của cái mạng a bây giờ sẽ là max. Rồi sau khi đã khai báo cái a này thì mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến tốc. Nó sẽ bằng cái giá trị trả về của cái hàm tính tông này. Các bạn lưu ý rằng cái tông, cái biến tông ở cái hàm tính tông này nó sẽ khác với cái giá trị tông ở đây. Đúng không? À, không phải khác về mặt giá trị nhưng mình sẽ chỉ cho các bạn khi các bạn viết tông như này nó vẫn chạy, nó vẫn cho ra kết quả đúng. Nhưng khi các bạn cũng viết cái, với một cái tên khác, ví dụ ở đây bạn viết là tông S đi. Đấy. Thì nó vẫn chảy ra kết quả đúng. Thì vì sao lại vậy? À, vì bởi vì khi ra khi cái biến tông ở trên cái hàm tính tông này này nó cho cùng một giá trị với cái biến tông ở dưới đây. Đấy. Nhưng tên của nó là khác nhau. Đấy. Tên gọi của nó là khác nhau nhưng cái giá trị của nó là như nhau. Đấy. Rồi ok. À, ở đây mình sẽ đặt là tông luôn đi. Thôi mình sẽ rồi ok. À, tông và giá trị của cái tông này, cái biến tông này sẽ bằng cái giá trị của trả về của cái hàm tính tông đây. Các bạn viết y nguyên cái hàm tính tông nha. Đấy. Chữ các bạn phân biệt chữ qua chữ thường. Tức là ở trên này cái hàm tính tông bạn viết như thế nào thì xuống ở dưới cái hàm bên này bạn viết đúng y nguyên như vậy. Rồi. À, và chúng ta cần phải viết cái hàm nhập mạng, gọi cái hàm nhập mạng. À, xin lỗi các bạn, cái nhập mạng này thì mình cần phải đặt ở trên đây. A và N. Sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng. Các bạn nhập xong rồi phải xuất đúng không ạ? Rồi ok. Và sau khi đã tìm được cái giá trị tông ở đây rồi ạ thì mình sẽ in ra cái giá trị tông nó. Ở đây mình sẽ in là tông các giá trị dương trong mạng. Đúng không? Đây mình sẽ đặt là phần trăm D. Đúng không? Vì nó là kiểu nguyên đúng không? Nên là sẽ đặt phần trăm D và cái vị trí của nó sẽ là địa chỉ của nó sẽ là cái biến tông này. Đúng không? Và đặt bằng đặt chấm phẩy ở đây. Và sau đó sẽ sử dụng một cái câu lệnh get để dừng cái màn hình lại cho chúng ta xem kết quả. Và sau đó sẽ là return. Đấy, thì như vậy là mình đã viết xong cái chương trình cho cái bài tập này. Và bây giờ mình sẽ chạy cái chương trình đó, các bạn sẽ cùng kiểm tra với mình. Rồi, ở đây như vậy là nó đã khi các bạn chạy nó không báo lỗi đúng không ạ? Rồi, ở đây mình sẽ nhập cái số phần tử là 3. Rồi mình sẽ nhập và như cái ví dụ lúc nãy đúng không ạ? Âm 1 này, 2 này và 3. Đấy, thì nó đã in ra cái số phần những cái phần tử của mạng là âm 1 này, 2 và 3 này và sau đó nó đã in ra các cái tổng các giá trị dương trong mạng là 5 đúng không ạ? Rồi. Như vậy là hoàn toàn đúng không ạ? À, và mình sẽ thử lại cái ví dụ lúc nãy. À, lúc nãy là mình có bảo là cái biến tông ở đây nó khác với cái biến tông ở dưới đây.
nhưng mà nó chung giá trị đúng không ạ? Đấy, và để kiểm chứng cái điều đó mình sẽ thay cái biến tổng ở cái dưới hàm main này đấy, thành một cái biến khác. Ví dụ mình đặt đây là b tổng đi, tổng 2 đấy, lúc ở đâu trên đây là tổng 1 đây, thì ở đây mình sẽ phải sửa lại đây là tổng 2 đấy, và mình sẽ b y nguyên cái ví dụ ở ban đầu đây. Lúc này nó cho ra kết quả là 5 đúng không ạ? Đấy. Bây giờ mình sẽ chạy xem nó sẽ ra kết quả 5 hay không. Rồi, như vậy là nó chạy mà không báo lỗi đúng không ạ? Còn bây giờ mình sẽ nhập xem nó có đúng kết quả hay không. Mình sẽ nhập số phần tử là 3. Và cái số phần tử đầu tiên A0 sẽ là âm 1. À, tiếp theo sẽ là 2 và 3. Đấy. Như vậy ở đây nó cũng đã in ra cái số tổng các cái số dương trong cái mạng là 5 đúng không ạ? Đấy, như vậy nó hoàn toàn đúng. Đấy. Thì như vậy các bạn có thể thấy được một cái sự khác biệt đúng không ạ? Rồi. À, đó là một điểm mà các bạn cần phải lưu ý. À, thì bài giảng của mình đến đây là hết. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.